Nếu mà không có nút này thì mình nghĩ là ngầu hơn. Idol kinh doanh phết 62.000. Ui, khu nhà mình khách cực luôn nhá. Ok, đây là size của mình nha. Đây là một cái mô tô, một cái BMW đúc này. Ui, size đáng cấp không? Ok, và bây giờ mình sẽ đi chơi ha. Đây là cái trường gãy mẹ mình hay quay phim, mình sẽ ghé nó ở đây. Hôm nay ngày chủ nhật, xe đông vãi cứ... Cộng cà phê. Ngoài khu nhìn xinh phết nhở. Yeah. Ôi sao này á, cũng dốc rất là cao luôn. Blazer rất là nhiều luôn, còn người ta đi tip ở đây. Nói chung là cái khu này nên người ta lọc hết đấy, nên là cái không gian quần áo nó vẫn hơi già. Đây là body của mình sau nhiều ngày tập gym. Nếu mà người yêu mình quay mình vừa béo vừa lùn vừa xấu, chứng tỏ là người yêu mình xứng đáng bị cái bomber. Em ơi, cái bomber này nhìn có vẻ đẹp này. Toàn đồ cũ quá với lại là già quá. Già nhở, toàn kiểu già quá. Thôi, đi cà phê nhở. Na không biết review cái này, quán này đây Na không phải là fan của BTS. Nói chung là quán cà phê rất là rộng vãi. Xe đạp này hồi xưa là Jimin hay đi này, xe đạp này. Xe đạp là tuổi thơ luôn mọi người ạ. Ủa, nhìn cô tay quá vậy. Đây có cả áo này. Áo của idol, idol kinh doanh phết 62.000. Idol cũng kinh doanh phết. Hoodie đẹp nha, thơm, mà áo vải rất là ok luôn ý. Áo này của idol mặc rồi, người ta bán ở đây đúng không? Không biết là à nhá. Ở đây người ta có băng bánh. Quán cà phê bên này phải có bánh, các thứ. Nắng rất là to luôn, mình nghĩ là mình đã bị say nắng rồi ấy. Cặp Chucky nắng rất là to. Mùa hè chàng. Ok, và chắc là mình sẽ phải quay về đi ăn. Mình sẽ về đi ăn đi. Đúc, đi chơi mới đúc luôn. Oh my god. Motorcycle. Wow. À, sáng là thấy bọn này đi rồi. À, bây giờ rất là đói luôn, đi tìm quán kimchi chike ăn. Oh my god. Và đây lúc nãy mình đi cộng cà phê này mà quán nằm ở đây luôn ạ. Kimchi sakka sundubu, haemul sundubu, sup ramyeon sundubu. Bánh mì găng, 일반 라면 느낌. Đây mới là món ngon nhất các bạn. Ôi, thật chứ? Natto. Ok, phết nhở. Bây giờ mình... Everybody say hello. Mình sẽ đi mặt thử. Ok, mình vừa ăn xong thì mình nghĩ là mình sẽ... Vừa ăn chưa thử. Xong. Đi mặt thử để chuẩn bị bữa tối. Wow.
Ủa dâu 5.000 này dạy này. Ok phết. Mực đông lạnh. Bên này chỉ có ăn đông lạnh thôi. Thực ra là ở Hàn, người ta ăn đông lạnh như bình thường thôi. Mua thì nó có. Từ ngày nghỉ mang cái cà phê ra đang chưa được uống cốc cà phê mới này luôn. Hồi ASEAN đây rồi, nhức đầu lắm. Không có nước lẩu. Cho gì vào nước lẩu cho ngọt rồi. Ok, review nhá, review đồ Việt Nam nhá. Hành lá 50.000, 40.000. Xả là rẻ rồi, 1.800 này, xả là 30.000 nhờ. Ước ở Việt Nam là 5.000 mua một rổ luôn, bên này mấy? 30.000. Còn có rau muống nào? Rau muống 30.000. Vài cộng dính răng không dính được luôn á. Sau những ngày đi tập gym vất vả thì cuối cùng hôm nay cũng là cheat day của mình. Khi nghĩ bạn rất là đen, mới ăn cơm xong rất là thừa năng lượng. Đây là quán ăn Việt Nam chè Phượng. Chè của chị Phượng rất là ngon đấy hả? Đây chị Phượng ở vua đẹp đây nè, hoa đào kép nè. Chê hoa đậu kép anh không đi. Ở Trung Minh Công Nguyên á thì vừa có hoa này đây này, cho cái tuổi xô. Hoa này nhìn rất là kiểu nó bung nhìn đều hơn, nhìn nó kiểu đẹp hơn đúng không? Đây nè. Tát cho cái giờ. Thôi về nhà lại quên lấy cái nhẫn rồi. Hana du. Tại mãn giữa sài nhá. Hana du. Mình rất là thích nuôi một con chó như thế này, nhưng mà có một điều mà mình rất là đang lo lắng, chưa dám nuôi. Là bởi vì mình nuôi mình còn chưa được, sao nuôi con chó này được. Xin giới thiệu mọi người, đây là một quán cà phê gọi là view biển đông nhất ở hiện tại luôn. Lúc nào đi qua đây nó cũng đông hết á. Con nào cũng... Uầy, con đang thấy một... Đang thấy một cái kính Celine đẹp phết. Cocktail on beach. Hôm nay mặc cái này áo này đẹp quá. Anh cũng thấy vậy, rất xinh. À, mình ngồi góc kia được không? Được. Chị, có cái bắt cổm này chứ? Nó kiểu gì? Nếu mà không có nút này thì nghĩ là ngầu hơn. Ok. View cà phê chiều của giám đốc. Ok, thì sau buổi nhậu thì mình sẽ đi về. Ok, bây giờ thì mình sẽ về nhà và nấu lẩu. Let's go. Làm gì đấy? Rửa rau. Mà chị bán rau, bán cho rau nhỏ quá, rửa mệt quá.